Sáng nay, lãnh đạo Sở Y tế xác nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 mới, được ghi nhận do liên quan đến bệnh nhân NVH 59 tuổi, nhân viên bảo vệ công ty nhựa Duy Tân, số 145 đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. Theo đó, 5 bệnh nhân được ghi nhận là người thân và bạn của bệnh nhân NVH, trú tại kiệt 407 đường Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Trước đó, trong ngày 18 tháng 6, sau khi xác nhận ông NVH dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy vết các F1, đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đến sáng ngày 19 tháng 6, kết quả xét nghiệm RT-PCR cho thấy một trường hợp là bạn của bệnh nhân NVH và 4 người thân của ông, gồm vợ, con và cháu, đã dương tính với chủng virus này. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cũng đã nhanh chóng thiết lập khu vực cách ly tại kiệt 407 đường Lê Duẩn, nơi bệnh nhân cư trú, và truy vết những người tiếp xúc gần trong khu vực dân cư. Và đến sáng nay, kết quả xét nghiệm 70 người dân trong khu vực được thực hiện theo phương pháp gộp 10 người một mẫu cũng đã dương tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, ngành y tế đang phối hợp với các địa phương tiếp tục truy vết, xác định nguy cơ đối với những trường hợp có liên quan đến bệnh nhân người Nghệ An nhiễm COVID-19 đến Đà Nẵng để bán vải. Tính đến ngày 19 tháng 6 thì đã có 67 người được xác định có tiếp xúc gần và hiện 67 trường hợp này đã được xét nghiệm và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.